Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi để biết được vị khán giả may mắn của tuần trước cũng như là thể lệ bình chọn. Xin chúc mừng ca sĩ Hồ Việt Trung là thí sinh được khán giả yêu thích nhất tuần. Xin chúc mừng vị khán giả may mắn đã nhận được phần thưởng trị giá 5 triệu đồng. Hãy nhanh tay nhắn tin bình chọn cho thí sinh mình yêu thích bằng cách soạn theo cú pháp HNTH khoảng cách mã số thí sinh gửi 8234 hoặc truy cập Zalo, tìm kiếm Hãy Nghe Tôi Hát và bình chọn cho thí sinh yêu thích. Khán giả tham gia nhắn tin sẽ có cơ hội nhận giải thưởng may mắn 5 triệu đồng mỗi tuần.